chào khán thính giả thân mến, lại là mình MC Dâu Tây đây. Và trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng Dâu Tây đến với nội dung của tập 10 bộ truyện Phu Quân Ngốc. Hiên viên hạo dạ tức giận sắp học máu. Hắn vạn vạn không ngờ quân vô thường lão già này dám dùng nữ nhi như vậy. Nếu hắn không đồng ý, chính mình có thể làm gì hắn. Ngay cả phụ hoàng còn phải cho lão già này ba phần mặt mũi. Giờ lão già kia không đồng ý hôn sự, nếu hắn trực tiếp cầu phụ hoàng giáng chỉ tứ hôn thì không có khả năng. Nếu phụ hoàng hy vọng hôn sự này có thể thành, lần đầu tiên quân vô thưởng nhắc tới đã đáp ứng rồi, sẽ không cố ý làm bộ nghe không hiểu mà có lệ bọn họ. Giờ hắn nên làm cái gì? Nghĩ nghĩ hiên viên hạo dạ quyết định trở về lại nghĩ biện pháp. Hiên viên hạo dạ rời đi, quân mạc ly liền ra. Cha, hôn sự với dạ hoàng tử cứ bỏ qua như vậy sao? nếu muội muội gả cho hắn, tương lai sẽ là hoàng hậu nương nương mà ngài sẽ là quốc trưởng. Quân Mạc Ly còn quá nhỏ tuổi, nhìn không tới những thứ quân vô thường nhìn thấy. Quân vô thường bí hiểm cười cười. Cách nhi, con biết cái gì? Hoàng thượng giờ mới bao nhiêu tuổi, tuy rằng chỉ có hai đứa con trai là dạ hoàng tử cùng thành hoàng tử. Thành hoàng tử không có biện pháp kế thừa ngôi vị hoàng đế là chuyện rõ ràng rồi. Nhưng hoàng thượng đối xử với thành hoàng tử như thế nào mọi người đều có thể nhìn ra ông ta sẽ không nghĩ đến chuyện hiên viên hạ dạ kế vị sẽ thương tổn nữ nhân cùng con yêu của ông ta sao? Con không biết, năm đó liên phi nương nương, mẫu phi của dạ hoàng tử vì tặng hoàng hậu nương nương một bông hoa hồng đã tàn khi hoàng hậu nương nương hoài thai thành hoàng tử mà bị hoàng thượng xử tử. Con nói, nếu là con, không báo sát mẫu chi cửu con có thể chịu được sao? Hơn nữa, sầu nhi nếu không muốn thì tương lai cho dù dạ hoàng tử thật sự làm hoàng đế, tính tình của dấu nhi ở hậu cung cũng sẽ không có kết quả tốt. Con nối dòng của hoàng thượng vốn đơn bạc, nhưng ở tình huống như vậy hoàng thượng vẫn vì hoàng hậu nương nương mà giải tán hậu cung. Tình nghĩa như thế chỉ vì cả trái tim đều tại trên người hoàng hậu. Là ánh mắt con thiện cận, quân Mạc Ly không thèm nhắc lại. Nhưng mà hắn vẫn cảm thấy phụ thân hẳn là duy trì dạ hoàng tử. Thành hoàng tử là ngốc rồi, khó bảo toàn con hắn sinh ra sẽ bình thường. Tịch nhi, Bộ dạng công chúa Duyệt Quốc có thể rất kỳ quái hay không? Có giống hầu tử lần trước chúng ta xem hay không?" Hiên Viên Hạo Thành ở một bên lo lắng hỏi Tô Mộ Tịch, nghe tiểu công nữ cùng tiểu thái giám nói, Duyệt Quốc không phải quốc thổ của Hiên Viên hoàng triều, là người ở chỗ khác, nếu không lớn cùng một chỗ, bộ dạng có thể khác thành nhi không?" Tô Mộ Tịch khóc cũng không phải, cười cũng không được. Công chúa Duyệt Quốc, Duyệt Tâm, nhưng là đại mỹ nhân có tiếng nếu nghe được lời Hạo Thành nói sẽ tức giận nói hiên viên Hoàng Triều không nam nhân tốt nhất, nhịn cười nói. Hạo Thành, đợi lát nữa gặp công chúa không thể nói lung tung biết không, công chúa Duyệt Quốc rất dễ nhìn, còn dễ nhìn hơn tịch nhi nữa. Nói xong tô mộ tịch giống như dỗ tiểu hải tử mà sờ đầu hiên viên Hạo Thành. Hiên viên Hạo Thành kéo tay tô mộ tịch, hắn là đại nhân không thể để tịch nhi làm vậy, bĩu môi. Tịch nhi đừng sờ đầu thành nhi, còn có công chúa kia mới không đẹp. Tịch nhi dễ nhìn nhất, công chúa Duyệt Quốc sao có thể so với Tịch nhi, trên đời trừ Tịch nhi chỉ có mẫu hậu cùng muội muội là dễ nhìn nhất, người khác đều kém. Nghe nói như thế, Tô Mộ Tịch vui vẻ cười cười, người này từ khi nào có thể nói như vậy? Tô Mộ Tịch đang muốn lên tiếng chọc Hiên Viên Hạo Thành thì thanh ngâm hai tiểu công nữ bên ngoài truyền đến. Thành hoàng tử, tổ tiểu thư, hai người chuẩn bị tốt sao? Hoàng hậu nương nương để chúng nô tỳ đến nói một tiếng, yến hội lập tức bắt đầu mời hai người đến nghênh duyệt cung. Đã biết, chúng ta lập tức đi, các người lui xuống đi. Tư Mộ Tịch sửa sang lại quần áo trên người Hiên Viên Hạo Thành, hai người đang chuẩn bị rời đi, Tư Mộ Tịch nhìn thoáng qua Tống mẹ ở sau. Như thế nào, Tống mẹ cũng muốn đi sao? Không cần, đinh mẹ đi là được, người lưu lại trong Nam cung đi. Muốn đi theo bổn cô nương không cho ngươi đi. Vâng, Tống mẹ không cam lòng hơi hơi phúc thân, trong lòng tức chết đi được. Vì mẹ để nàng tìm cơ hội đi nghênh duyệt cung, ở trước mặt tô mộ tịch nói dấu công chúa duyệt quốc giờ khen ngược nàng tìm cơ hội đâu ra tống mẹ sẽ làm gì tô mộ tịch hiểu rõ nhưng lần này mình sẽ không để cho nàng có cơ hội nhìn nghênh duyệt cung đèn hoa rực rỡ lần này công chúa sẽ tìm được vị hôn phô như ý lưu nàng lại kiếp trước hoàng thượng băng hà kỳ quái phải có được một lời giải thích cùng đảm bảo hơn nữa nếu nàng có thể gả đến hiên viên hoàng triều có lẽ đại ca sẽ không phải tới chiến trường tịch nhi Hiên viên hạo thành không biết tô mộ tịch còn muốn cái gì Nhưng xem biểu tình ngưng trọng của nàng Theo bản năng muốn giữ chặt tay nàng Tịch nhi có phải lại không vui hay không Tô mộ tịch nghiêng đầu Nhìn ánh mắt hiên viên hạo thành Lo lắng không thôi ánh mắt Lập tức cảm thấy Mình vì hắn làm cái gì đều đáng giá Hai người vào nghênh duyệt cung Thịnh an hoàng thượng cùng hoàng hậu Lên ngồi vào vị trí bên cạnh hoàng hậu Lâm ánh nguyệt nhìn hai người hỗ động Vui vẻ cười cười Tịch nhi mau tọa công chúa Duyệt Quốc đến bây giờ, nàng và con tuổi tác không khác mấy, con nên giúp hiên viên Hoàng Triều tiếp đón nàng chu đáo nhé. Buổi sáng, công chúa gặp Lâm Ánh Nguyệt một lần, là người hoạt bát, lễ giáo hiên viên Hoàng Triều sợ là không thích hợp với nàng. Nhưng Duyệt Hoàng nói, nữ nhi đến hiên viên Hoàng Triều, trạch tế là vì hòa bình hai quốc gia. Chỉ cần Duyệt Tâm công chúa tuyển được nam tử ở hiên viên Hoàng Triều, dù là người buôn bán nhỏ hay là thế gia công tử, đều là phỏ mã Duyệt Quốc, tuyệt không nuốt lời. Hơn nữa nếu công chúa thành công đám hỏi cùng hiên viên Hoàng Triều Duyệt Hoàng sẽ vô điều kiện ký kết vĩnh viễn không đánh biên cảnh hiên viên Hoàng Triều. Cho nên chuyện lần này Hoàng thượng cùng bà đều thực để ý. Mở hậu yên tâm ạ. À, tịch Nhi nhất định hết sức giúp công chúa tìm được lang Quân như ý. Kiếp trước mặc dù không tiếp xúc nhiều với duyệt tâm công chúa nhưng tính tình vị công chúa này tu mộ tịch vẫn là thực hiểu biết. Trong lòng bắt đầu đắn đo ai mới là người thích hợp lựa chọn. Không bao lâu Duyệt Tâm và sứ giả đều tiến đến. Hơi hơi thị lễ với hiên viên Vinh Hy lên ngồi xuống vị trí. Bởi vì Duyệt Tâm ngồi đối diện với Tô Mộ Tịch nên hai ánh mắt sáng người một chút liền đối nhau. Tô Mộ Tịch không có ngượng ngùng chuyển đi, chỉ mỉm cười gật đầu với Duyệt Tâm. Điểm này làm cho Duyệt Tâm vô cùng vui vẻ. Từ Duyệt Quốc một đường đi tới nơi này gặp nữ nhân nào cũng nhăn nhó. Nhìn thấy Tô Mộ Tịch hào phóng đương nhiên hảo cảm trong lòng tăng nhiều, quyết định ra bằng hữu với nàng. Không bao lâu, ca múa bắt đầu, tôi mộ tịch nhìn xung quanh một vòng. Xung quanh đều là các vị công tử xuất sắc hoặc không xuất sắc. Cẩn thận nhìn một vòng, xác định nhị ca và tam ca nhà mình không ở bên trong những người này. Làm gì? Chẳng lẽ nhị ca và tam ca không muốn kết hôn với công chúa? Lúc này tôi mộ tịch mới nhớ tới. Kiếp trước nhị ca tam ca cũng không tới. Xem xong ca múa liền có chút nhảm chán. Hiên viên Vinh Hy thấy duyệt tâm công chúa sắp ngủ tới nơi, lập tức lên tiếng nói. Các vị công tử, đến cho công chúa nhìn xem tài hoa của các người, xem nam phong hiên viên hoàng triều ta như thế nào. Các người đừng cho chậm mất mặt. Hiên viên vinh hy vừa dứt lời, một chàng trai đi đến đài trung ương hành lễ. Hoàng thượng đã nói như vậy, tiểu nhân liền bêu xấu trước. Nói xong, còn ra vẻ phong nhã lắc lắc cây quả trên tay, dung đùi đắc ý bắt đầu niệm. Trước giường minh nguyệt quang nghi là mặt đất xương, giờ lên đầu vọng minh nguyệt, cúi đầu tư cố hương. Niệm xong mọi người trầm mặc một trận không nói gì mập mạp chính là giả như quân lập tức đắc ý nở nụ cười hừ hừ niệm như vậy các người không phản đối đi vị trí phò mã duyệt quốc là của ta hiên viên hạo thành mắt sáng long lanh nhìn hắn một cái nói khẽ với tô mộ tịch Tịch nhi giả như quân này quá mất mặt bài thơ này hai năm trước thành nhi đã biết đọc giờ hắn mới biết tô mộ tịch cũng không còn lời gì để nói giả thượng thư sao lại dạy con trai như vậy duyệt tâm công chúa nhìn mập mạp nhớ một bài thơ ngay cả tiểu hải tử đều thuộc rào rạt đắc ý trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ nam nhân hiên viên hoàng triều đều nhược như vậy yêu cầu của nàng không sao võ công không bằng nàng cũng không sao duyệt quốc dũng sĩ cũng đánh không lại nàng bằng không nàng sẽ không đến hiên viên hoàng triều tìm phò mã võ công không thể so đo nhưng học thức khí độ nhất định phải trên nàng nghe xong giải như quan niệm thơ duyệt tâm công chúa của chúng ta thất vọng rồi Thơ này lúc nàng 4 năm tuổi đã niệm được rồi, nghĩ nàng là ngốc tử sao? Hiền viên Vinh Hy nhìn sắc mặt duyệt tâm thất vọng rõ ràng, liếc giả như quân một cái. Có chút hoài nghi, cha giả như quân lên làm lễ bộ thượng thư như thế nào, sao có thể dạy dỗ ra một đứa con còn ngốc hơn cả thành nhi nhà mình như vậy? Quý công công nhịn cười ho nhẹ một tiếng, liền quát. Giả công tử đi xuống đi, kế tiếp. Lập tức các vị công tử phân phân triển lãm học thức của mình, có múa kiếm, có ngâm thơ, có vẽ tranh, có đánh đàn tóm lại có các loại, nhưng đều không vào được mắt duyệt tâm công chúa. Nhìn sắc mặt duyệt tâm công chúa ngày càng thất vọng, sắc mặt hiên viên Vinh Hì cũng khó coi. Hiên viên Hoàng Triều nhiều công tử như vậy, công chúa duyệt quốc này không coi trọng được một ai. Nhìn thoáng qua hiên viên Hạo Thành ngồi bên cạnh mình ngủ gà ngủ gật, tôi một tịch nở nụ cười một chút. Mấy vị công tử quả thật rất không thú vị, không đáng yêu như Hạo Thành nhà nàng lại nhìn duyệt tâm công chúa sắp ngồi không nổi cuối cùng tô mộ tịch vẫn quyết định đứng dậy hơi hơi hành lễ với hiên viên vinh hy cùng lâm ánh nguyệt hoàng thượng hoàng hậu nương nương nhìn sắc trời cũng không còn sớm không bằng để duyệt tâm công chúa nghỉ ngơi trước vốn định đề nghị để duyệt tâm công chúa đến thần hy cung nghỉ tạm nhưng như vậy lại không hợp lễ liền thôi hiên viên vinh hy cùng lâm ánh nguyệt cũng ngồi nửa ngày đã sớm mệt mỏi nghe tô mộ tịch nói như vậy Hiên viên Vinh Hy lập tức nói Duyệt tâm công chúa Sắc trời không còn sớm Người cũng sớm đi nghỉ ngơi đi Chấm đã cho chuẩn bị tốt bẩm cung Duyệt tâm rất nhanh đứng lên Hào khí khoát tay Không cần Ta thấy cô nương này rất tốt Để ta cùng nàng ở cùng nhau đi Bằng không ta sẽ thực nhảm chán Sứ giả duyệt quốc muốn nhảy dựng lên nói không hợp quỳ củ Nhưng mà nghĩ công chúa bệ hạ dùng ái nhất Có thể coi trọng một người như vậy Cũng không nhiều lời dù sao công chúa cũng cần bằng hữu mà cô nương này vừa nhìn thấy chính là người tốt lời này tốt hợp ý vương hường tú cô nương già ở cùng một chỗ muốn nói cái gì sẽ dễ dàng hơn hiên viên vinh hy thấy sứ giả duyệt quốc không nói gì cười đáp nếu công chúa thích chậm an bài người nghỉ ngơi ngay tại thần hy cung được không tốt một người rất nhàm chán đến duyệt quốc cũng nên kết giao bằng hữu mới được hơn nữa Nhìn thành hoàng tử ngồi bên cạnh cô nương kia cũng thực tốt chơi. Lúc nhảm chán nói không chừng có thể bắt nạt hắn một chút. Ở hiên viên hoàng triều hẳn là sẽ không quá nhảm chán đi. Hiên viên hạ dạ ở một bên nhìn mà nóng vội. Để công chúa duyệt quốc cùng tôm một tịch một chỗ, vạn vạn không thể. Nếu thực sự để công chúa duyệt quốc tuyển phu thành công, kế hoạch của bọn họ làm sao tiến hành? Để nàng về duyệt quốc sớm một chút mới là chính sự muốn nhảy dựng lên ngăn cản lại bị vi mẹ ở phía sau kéo lại. Lúc này mới nhớ tới sứ giả duyệt quốc không có gì dị nghị, mà mình lại vừa xảy ra chuyện, quả thật không thể đứng ra, đành phải âm thầm nắm chặt tay. Mọi chuyện cứ định như vậy, duyệt tâm ra khỏi nghênh duyệt cung, một đường sôi nổi, một chút cũng không có bộ dáng công chúa. Tô mộ tịch âm thầm nở nụ cười một chút, tiếng tình vị công chúa này thật hoạt bát. Đột nhiên duyệt tâm ngừng lại, nghiêng đầu hỏi. Đúng rồi, ta còn chưa hỏi tên của ngươi là gì ta gọi là duyệt tâm ngươi thì sao tôi mộ tịch hơi hơi hành lễ tự nhiên đáp tôi mộ tịch nghe được tên duyệt tâm kinh hãi một chút tôi mộ tịch ta nghe qua tên của ngươi tô hồng diệp chính là đại ca của ngươi đi ở duyệt quốc ta nghe phụ hoàng nói qua hắn phụ hoàng còn nói võ công nhân phẩm của hắn không sai mà bộ dạng cũng tốt còn nói ta mà tuyển hắn làm phỏ mã sẽ không sai tôi mộ tịch kinh ngạc trong lòng hay là vị công chúa này thích đại ca của mình Như vậy không tốt lắm Đại ca đã thành thân Duy Tâm buồn giàu nghĩ nghĩ Biểu môi bất mãn Nhưng mà người ta không muốn gả cho vũ phu Bọn họ đều đánh không lại ta Ta muốn gả cho tài tử Cái khác không cần Nhưng tài hoa nhất định phải giỏi hơn ta mới được Bằng không cả đời ta không lấy chồng Hơn nữa gả cho tài tử thật tốt Nếu chẳng dám bắt nạt ta Ta liền đánh tới khi chẳng không dám bắt nạt ta nữa mới thôi Tô Mộ Tịch nghe xong, thực thích tính tình duyệt tâm, cười an ủi nói. Công chúa đừng nóng vội, người cùng với mình cả đời đương nhiên phải chọn kỹ. Công tử hiên viên Hoàng Triều không phải đều là những công tử ở yến hội hôm nay, công chúa đừng quá thất vọng. Duyệt tâm vừa nghe, ha ha cười cười. Mộ tịch ngươi cũng phát hiện, ta còn tưởng rằng công tử hiên viên Hoàng Triều đều giống như ở yến hội, đặc biệt là tên mập mạp lên đầu tiên, thật khôi hài. Bài thợ lúc đó lúc ta 4 năm tuổi đã biết rồi, hắn còn rào rạt đắc ý chứ. Nhưng mà tiểu tử kia làm bia ngắm cho ta khẳng định không sai, ngươi xem một thân thịt béo của hắn cũng nên giảm béo đi. Duy Tâm công chúa nói xong, còn bà Tám kéo tô một tịch tán gẫu, cái gì cũng nói, một chút tâm ký cũng không có. Hiền viên hạo thành mắt mờ sương buồn ngủ, sớm bị hạo ký của công chúa đánh thức, kinh ngạc nhìn công chúa, vị công chúa này cũng là người tốt mà, muốn gả cho tài tử, vậy không phải là nhị ca tịch nhi sao? Duy Tâm nói một hồi lâu, cuối cùng dừng lại, nhìn hiên viên hạo thành hỏi. Người tỉnh rồi, nhìn rất bình thường mà, ai nói ngươi là ngốc tử. Duyệt tâm ở Duyệt Quốc đã sớm nghe người ta nói hoàng tử hiên viên Hoàng Triều dụng ái nhất là một ngốc tử, cho nên cũng rất hiếu kỳ về hắn. Hiên viên hạo thành bĩu môi, người mới là ngốc tử. Cả nhà ngươi đều là ngốc tử hết. Hắn vốn đang muốn nói với công chúa nhị ca tịch nhi là hải tử, nhưng nàng lại nói mình là ngốc tử. Vừa rồi mình còn xem nàng là người tốt. Khẳng định không phải người tốt, đầu nghiêng một bên không để ý tới nàng. Nhìn hiên viên hạo thành không tự nhiên như vậy, hai người đều không tiếng động, nở nụ cười. Thành hoàng tử này quả nhiên là chơi vui lắm. Đến thần hy cung, người hoàng thượng phái tới quỳ thân hành lễ. Nô tỳ thỉnh an thành hoàng tử, thỉnh an duyệt công chúa và tiểu thư, duyệt công chúa thì ngại chờ một chút, tầm điện còn chưa sửa soạn xong. Bên trong tây điện còn mấy phòng trống, hoàng thượng lâm thời để các nàng thu thập thật đúng là không nhanh như vậy. Dù sao, Nơi công chúa ở thì không thể tùy tiện được Duyệt tâm hảo khí khoát tay Không sao, các người chậm rãi dọn đi Đêm nay ta ngủ cùng mộ tịch Tô mộ tịch tuy không nhiều lời lắm Nhưng mỗi lần đều nói chúng trọng tâm Giống mẫu hậu mình Nàng nhớ mẫu hậu muốn tìm cảm giác an toàn trên người mộ tịch Hiền viên hạo thành nghe được nổi giận Vẽ vòng tròn nguyền rủa duyệt tâm Người xấu Không được Người không được ngủ cùng tịch nhi Tịch nhi là của hắn chỉ có hắn mới có thể động phòng hoa trúc, không thể ngủ cùng công chúa phá hư chán ghét này. Nói xong, cô chết lôi kéo tay tô mộ tịch, bất mãn trừng mắt duyệt tâm công chúa. Duyệt tâm hả hốc mồm, thật sự là đứa ngốc. Nhưng mà là đứa ngốc cuồng dại tốt nhá, không cho người khác ngoài hắn ngủ cùng mộ tịch. Tô mộ tịch thật xin lỗi cười cười nhìn duyệt tâm công chúa. Duyệt tâm công chúa lắc đầu, ngốc tử si tình như vậy, nàng không ngủ với mộ tịch cũng không sao. Bằng không chờ hắn ngủ mình lại mó lên giường mộ tịch là được. Trong lòng Duyệt Tâm thật vui vẻ Hiên viên Hoàng Triều vẫn có nam nhân tốt Bệ hạ của hiên viên Hoàng Triều Thừa tướng của hiên viên Hoàng Triều Đều chỉ có một thê tử Phụ hoàng mặc dù dùng ái mẫu hậu Nhưng hậu cung cũng có thật nhiều phi tử Đấy cũng là nguyên nhân Nàng đến hiên viên Hoàng Triều tuyển phỏ mã Sau đó Hiên viên Hạo Thành theo tô mộ tịch tới Tây Điện Thế nào cũng phải nhìn tô mộ tịch ngủ Mới bằng lòng đi Duyệt Tâm bất đắc dĩ vốn định chờ hiên viên hạo thành đi rồi lại ngủ cùng tô mộ tịch nhưng mà định lực không so được với hiên viên hạo thành đành phải về thẩm điện của mình ngủ tô mộ tịch lúc này mới lên tiếng hạo thành giờ có thể trở về phòng ngủ được chưa duyệt tâm công chúa đã đi rồi đưa tay nhéo nhéo mặt hiên viên hạo thành trong lòng ấm rào rạt chỉ là có chút chịu không nổi hắn ngay cả giấm chua của nữ hải tử cũng ăn nếu là nam đứa không chừng hắn đã đánh thành một đoàn với người ta không cần tịch nhi ngủ đi giúp tôi mộ tịch kéo chăn không chịu đi vạn nhất công chúa chán ghét kia lại đến đây thì làm sao bây giờ tịch nhi là của hắn không thể để cho người khác ngủ cùng tịch nhi đình mẹ thấy tô tiểu thư cũng không khuyên được liền lặng lẽ lui xuống ừ được nhưng ngày mai hạo thành phải dậy sớm không được dậy trễ nhé Tô mộ tịch cũng không nói để hắn đi nữa dù sao người này cứng đầu thì như con lửa ấy người khác khuyên cũng không được ừ thánh nhi biết rồi Hiên viên hạ thành ngoan ngoãn gật đầu một chút cũng không chấp nhất như vừa rồi trong lòng nghĩ quả nhiên vẫn là tiệt nhi đối với hắn tốt nhất hắn phải nghĩ biện pháp làm cho công chúa chán ghét phá hư kia gại nhanh chút bằng không nàng cứ dành tiệt nhi với mình thì làm sao bây giờ nghĩ nghĩ thực như thuận hỏi tiệt nhi công chúa tới tìm phò mã sao đúng vậy nàng muốn tìm tài tử làm phò mã sao đúng vậy vậy chúng ta đem nhị ca tiệt nhi cho nàng được không nhị ca tiện nhi thật là lợi hại, người khác thì đều không lại huynh ấy đâu. Công chúa Duyệt Quốc khẳng định sẽ thích huynh ấy mà xem. Mặc dù có tâm tư nho nhỏ, nhưng Thành Nhi nói cũng có đạo lý đi. Hiền viên Hạo Thành nói làm cho tôi một tịch ngẩn ra. Việc này nàng cũng nghĩ tới, nhưng nhị ca thật sự có thể thú nữ tử thân phận tôn quý như vậy sao? Cha là thừa tướng hiên viên Hoàng Triều, đại ca cửi chất nữ của Hoàng hậu Nương Nương, mà nàng cũng là hoàng tử vi tương lai, nếu nhị ca cưới công chúa duyệt hoàng sủng ái nhất, hoàng thượng sẽ an tâm tô Gia sao? Kiếp trước, tô Gia vì chuyện như vậy mới bị hiên viên hạo dạ nhớ kỹ, hủy diệt các ca ca của nàng. Nhưng mà, lấy tâm tính của duyệt tâm công chúa quả thật không giống như nói dối. Nếu hỏa thân không thành, duyệt hoàng náo động cảnh thì bên này khẳng định sẽ không được thái bình. Đến lúc đó đại ca đã lại, nghĩ đến khả năng này trong lòng tô mộ tịch lại căng thẳng vẫn quyết định hỏi hoàng thượng một chút xem ý của hoàng thượng thế nào. Nếu hoàng đế không hờn giận, nàng cũng không cần phiền thêm mới tốt, dù sao phải lấy bình an của tô gia làm trọng. Tịch nhi, tịch nhi, bị hiên viên hạo thành kêu vài tiếng, tô mộ tịch mới lấy lại tinh thần cười cười. Nói đi, Huynh tích cực tìm phò mã cho duyệt tầm công chúa như vậy là vì sao? Chẳng lẽ sợ nàng ngủ với ta à? Cứ nhiên bị tịch nhi nhìn ra, thật xấu hổ, Hiên viên hạo thành đỏ mặt cúi đầu, nhẹ giọng cãi lại. M mới không có đâu. Tuy nói rằng, nói dối là không đúng, nhưng không thể nói thật với tịch nhi, bằng không nàng khẳng định sẽ chê cười chính mình. Đối với động tác giấu đầu lòi đuôi của hiên viên hạo thành, tô mộ tịch cũng không vạch trần, làm bộ nhắm mắt lại ngủ. Bằng không không biết người này lúc nào mới nguyện ý hồi đông điện. Hiên viên hạo thành cúi đầu xấu hổ một hồi, thấy tô mộ tịch không nói chuyện, lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng đang ngủ nhìn kỹ nàng trong chốc lát, nhẹ nhàng hôn lên mặt nàng một cái, lúc này mới lưu luyến rời khỏi Tây Điện. Khi nào hắn mới có thể động phòng hoa chúc với tịch nhi? Hiền viên Hạo Thành vừa đi, tu mộ tịch đỏ mặt mở mắt, sờ sờ nơi bị hiên viên Hạo Thành hôn qua, mặt càng đỏ hơn, trong lòng ngứa, mặc dù ngượng ngùng nhưng trong ngực lại là cảm tình khó có thể nói ra. Ngày hôm sau, tô mộ tịch dậy rất sớm, trước khi vào chiều sớm đi gặp hiên viên Vinh Hy một lần, nói quyết định của chính mình ra. Hiên viên Vinh Hy nghe xong, cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới nói. Được, người đi làm đi, phải cho duyệt tâm công chúa gả đến hiên viên Hoàng Triều hòa thân. So với mất đi duyệt quốc hòa thân mà nói, nắm tô ra là chuyện thực đơn giản. Chỉ cần bọn họ không sinh tâm tư không nên có, vinh quang bậc này sao không thể cho. Hơn nữa nếu lần này đám hỏi thành công, biên cảnh sẽ an tĩnh rất nhiều năm. Hắn vốn định đoạt binh quyền quân gia phóng tới tay Tô Hồng Diệp, cũng phải cân nhắc kỹ mới được, dù sao người có binh quyền, dã tầm còn lớn hơn cả người khác. Tầm tư hiên viên Vinh Hy, Tô Mộ Tịch sao lại không biết, đẩy Tô Gia tới đỉnh quyền lực quả thật nguy hiểm. Nhưng nếu không có duyệt quốc công chúa, tương lai Tô Gia sẽ càng nguy hiểm. Kiếp trước, nàng và Hạo Thành đại hôn không bao lâu, hoàng thượng liền bệnh không dậy nổi, sau lại lập hiên viên Hạo Dạ làm thái tử giám quốc. Hắn chưa ngồi lên hôi vị hoàng đế, đã bắt đầu tính kế tô ra. Đầu tiên là duyệt quốc đến xâm phạm, hiên viên hảo dạ để đại ca lên chiến trường. Hơn nữa đại ca chết cũng thực kỳ quái, sau đó lại lợi dụng mình hại chết tam ca. Cuối cùng chỉ còn lại nhị ca không có quan chức, chỉ có hư danh, mà khi đó nhị ca đã sớm vì tô mộ tuyết mà mất đi tài hoa ngạo nhân. Tất cả, tất cả, tô mộ tịch đều nhớ rõ. Chỉ cần hiên viên Vinh Hy không ngã, Tô Gia khẳng định không có vấn đề. Hơn nữa, hiền viên Vinh Hy sẽ toàn lực giao ám vệ Tô Gia cho chính mình. Cũng hy vọng cho dù cuối cùng, nếu bất đắc sĩ là hiền viên hạo dạ kế vị, cũng có lực lượng có thể bảo toàn hoàng hậu nương nương. Hạo thành cùng tiểu công chúa. Nhưng mà, chuyện để duyệt tâm công chúa gặp nhị ca, nàng không dám không cho hoàng thượng biết. Vì quân giả không có khả năng không có tâm cờ vực. Việc này đẩy ra so với gạt hắn thỏa đáng nhiều lắm dù sao nàng trung tâm cũng phải để hoàng thượng xem thấy mới được. Bằng không, lòng trung tâm bị ngờ vực vô căn cứ cũng không tốt. Tô mộ tịch đi ra quan sư cung, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cân nhắc phải làm như thế nào mới có thể để cho duyệt tâm công chúa nhất kiến trung tình với nhị ca. Chưa đến thần hy cung, duyệt tâm công chúa đã sôi nổi chạy đi ra. Mộ tịch, sớm như vậy người đã đi đâu rồi? Trong cung thật nhàm chán. Người dẫn ta đi ra ngoài chút đi. Hơn nữa ta thực muốn nhìn xem Hiên viên Hoàng Triều cùng Duyệt Quốc khác nhau chỗ nào Tịch nhi dẫn người ta ra ngoài đi Nói xong kéo ống tay áo tô mộ tịch Tô mộ tịch nở nụ cười Công chúa hay dùng chiêu này đối phó với Duyệt Hoàng đi Hiên viên Hạo Thành nhẹ nhàng đẩy Duyệt Tâm Lại khinh bị nhìn nàng một cái Sao nàng ta có thể giống tiểu hải tử mà làm nũng với tịch nhi như vậy Việc này chỉ có thành nhi mới làm được với tịch nhi Tô mộ tịch cười cười đáp Công chúa, ta mang người đến tô phủ xem trước được. Tốt tốt, có thể ra hoàng cung, đi chỗ nào cũng tốt. Tô mộ tịch chuyển cho hoa ngữ một ánh mắt, để nàng an bài nhiều ám vệ một chút. Dù sao nhiều hơn một công chúa hất dị quốc, xảy ra chuyện cũng không tốt. Ba người ngồi kiệu đến tô phủ, thu thanh nghiệp không có trong phủ mà vào chiều sớm đi. Vương hưởng tú đang dùng tiềm tâm sáng thì nghe tiểu nha hoàn thông báo. Biết tịch nhi mang theo thành hoàng tử cùng một cô nương đến tô phủ, bà buông trà đi ra ngoài đón thịnh án hiên viên Hạo thành nhìn thấy một cô nương mang nữ trang dị dạng đoán được phần nửa thân thế của nàng vương hương tú sợ run một chút lập tức hành lễ khẩu kiến duyệt quốc công chúa tịch nhi sao lại đem nàng đến duyệt tâm lập tức khoát tay kéo vương hương tú lên không cần đa lễ người chính là nương của mộ tịch đi mộ tịch rất giống ngươi vừa thấy đã biết tịch nhi là nữ nhi của ngươi ta cũng giống mẫu hậu ta người ta vừa thấy liền biết ta là nữ nhi của mẫu hậu mẹ con Nói xong, thần thiết lùi kéo tay vương hương tú ba la ba la nói lung tung. Chờ hai người bên đều há hốc mồm, đây là lần đầu tiên gặp mặt sao? Duyệt tâm nói thật lâu, còn không có ý dừng lại. Tô mộ tịch phòng chừng nụ cười trên mặt nương sắp cứng lại rồi, đành phải lên tiếng giải vây. Duyệt tâm công chúa, mộ tịch mang người đến manh tịch viên của ta xem được không? Vương hương tú gửi một ánh mắt cảm kích, công chúa này sao vậy? Hoạt bát quá rồi. Nói nửa ngày không phiền Nhưng bà nghe cũng mệt mỏi Nhưng mà Ở chung với người như vậy là tốt nhất Nàng muốn cái gì Người liếc mắt một cái có thể biết Duyệt tâm vừa nghe lập tức ngừng lại Chạy đến bên người tô mộ tịch lôi kéo tay nàng Liêu mạng gật đầu Tốt tốt chúng ta đi ngay đi Hiên viên hạo thành bên cạnh vô cùng bất mãn Còn thành thực cúi đầu vặn Bông tay duyệt tâm Sau đó dùng tay mình tô mộ tịch Duy Tâm cũng không thèm để ý, vui vẻ đi theo sau hai người tới manh tiệc viên. Mới vừa đi ra chủ viên, Duy Tâm liền nhìn thấy một nam tử áo trắng dây dưa với một cái nha hoàn. Tâm hiệp nghĩa của Duy Tâm công chúa tràn ra, lập tức để khí đi qua đá nam tử áo trắng một cước bay thật xa. Sau đó dùng chân đạp ngược nam tử, dầm dạ nơi nào đến, xem bạn công chúa thu thập người như thế nào. Nói xong, để chân muốn dùng lực, tôi một tịch thấy lập tức kêu to. Công chúa chậm đã, nhìn thoáng qua người bị công chúa dẫm nát dưới chân. Tô mộ tịch không nói gì nhìn trời. Một hồi lâu mới tìm được giọng của mình. Nhị qua, huynh vừa mới làm gì mà chọc công chúa tức giận như vậy? Nàng chuẩn bị tiết mục nhất kiến trung tình đây, sao lại thành như vậy? Cái này nhị ca sẽ không thành nam nhân hư hỏng trong mắt của duyệt tâm công chúa chứ. Nhị ca tịch nhi quá mất mặt đi, thế mà bị công chúa duyệt tâm chán ghét này đạp dưới lòng bàn chân, trở về ta nhất định phải kể cho hoàng muội nghe mới được. Bình thường nhị ca tịch như rất kiêu ngạo, sao vừa gặp công chúa đã bị bắt nạt thánh như vậy rồi? Nhìn Tô Hồng Sán bị bắt nạt, thật là thoải mái. Tô Hồng Sán tức giận đến học máu, điều hòa nữ tử từ nơi nào đến, vậy mà dám. Dám đạp hắn xuống đất, chắc không được, khổng phu tử nói nữ tử tiểu nhân đều khó dưỡng. Đạp ngã hắn thì thôi, còn dám để tên ngốc cướp đi muội muội của mình chê cười mình, tức giận. Dùng sức thoát khỏi chân duyệt tâm, vỗ về ngực đau đớn đứng đến, đưa tay hung tợn chỉ vào duyệt tâm. Mọi người còn tưởng rằng tu hồng sán muốn làm gì, không ngờ hắn nhắm mắt lại hung tợn mở ra tạ tay xuống nói. Bạn công tử không so đo với tiểu nữ nhân không biết điều. Đau chết đi được, nữ nhân nào sao kỹ lực lớn như vậy, quả nhiên là đồ dã man. Nhưng mà, bộ dạng nữ nhân này vẫn rất đáng yêu, làm cho hắn có chút hạ thủ không được. Hơn nữa đánh nữ nhân rất không có phong độ. Duyệt tâm rút cuộc rồi được ánh mắt khỏi tô hồng sán Nàng vậy mà lại nhìn một người nam nhân đến thất thần mất mặt Duyệt tâm công chúa thẹn quá thành giận Người đổ hạ lưu Rõ như ban ngày mà còn dám khinh bạc một cô nương Rất không biết cảm thấy thẹn à Nói rằng trong lòng có chút dầu dĩ Chẳng lẽ nàng không gặp được nam nhân tốt nào sao Lúc này tiểu nha hoàn mới sợ hãi đi tới Ánh mắt cô nương tự dưng là công chúa này thật đáng sợ Nhưng vì thị thiếu gia Tiểu nha hoàn nút nút nước miếng. Tiểu thư ngươi hiệu lầm rồi. Nhị thiếu gia không có kinh bạc nô tỳ là cấu nô tỳ cầu ngại ấy giúp. Tô phủ ai chẳng biết tính tình nhị thiếu gia, tuy rằng đào hoa nhưng sẽ không tùy tiện trêu đùa nha hoàn. Hơn nữa trong phòng các vị thiếu gia đều không có nha hoàn thông phòng. Nàng thấy các vị thiếu gia đều truyền thâm tình của lão gia là di truyền. Tiểu nha hoàn nói xong, Tô Hồng Sán kinh bỉ liếc duyệt tâm, Ông tay áo vung, Nữ nhân lộ mãng ngốc nghếch Dám đá hắn mạnh như vậy Thủ này kết Duy Tâm nghe xong tiểu nha hoàn nói Biết mình đã làm sai chuyện Cũng không so đo tô hồng sán mắng nàng Nhưng mà muốn nàng xin lỗi Không có cửa đâu Được rồi nhị ca Duy Tâm công chúa cũng không phải là cố ý Tô mộ tịch tuy rằng tiếc nối cảnh nhất kiến chung tình không có Nhưng mà nhị ca cứ oán niệm như vậy Thì khi nào hai người mới chung tình được Thiên viên hạo thành nghiêng đầu gật gật Ừ bắt đầu không tôi Thái phó có câu không đánh không quen không phải sao? Tử Kim Cung, vi mẹ cho tất cả công nữ thái giám lui xuống, Vờ tùy tiện chỉ một công nữ có bộ dạng bình thường. Người lưu lại lau dọn. Công nữ hơi hơi phúc thân, vâng. Những người khác cũng không chú ý. Phúc thân lui xuống, công nữ đều rời đi rồi. Công nữ bộ dạng bình thường lập tức đứng thẳng thân mình chào vi mẹ một ánh mắt. Vi mẹ gật đầu đến ngoại điện thủ, chủ. Hiên viên hạo dạ muốn lên tiếng gọi nữ tử. Nữ tử rất nhanh tiêu xài đến trước mặt hiên viên hạo dạ. Phách một cái tát thật mạnh lên mặt hắn. Ngươi còn không biết xấu hổ mà gọi ta. Ta không ngờ hoàng thành ngươi đã làm chuyện tốt gì. Ngươi thật đúng là nam nhân tốt. Dám đến tô phủ thừa tướng ngủ. Nữ nhi chưa đến tuổi cập kê của người ta. Giờ tốt lắm. Hồ nước với quân gia không còn. Chính ngươi đến mà nghe dân chúng hoàng thành chửi ngươi như thế nào đi. Không thành thân với quân mặc dầu. Ngươi cho là quân vô thưởng lão già kia sẽ đem hết toàn lực để duy trì ngôi sao ta tìm độc dược về thì có lợi ích gì người không đảm đương nổi thái tử thì cho dù độc chết hiên viên vinh hy thì ai làm hoàng đế còn chưa nhất định hiên viên hạo dạ không dám nhiều lời liền quỳ xuống chủ nhân dạ nhi biết sai lầm rồi nhưng mà ngày đó ta nhất định là bị hại cái tiện nữ kia hạ xuân dược bằng không ta sẽ không làm ra chuyện như vậy nữ tử lại giơ tay không chút do dự đánh lên mặt hiên viên hạo dạ hạ xuân dược các nàng hạ sân dược ngươi sẽ không biết rời đi mà đi tìm nha hoàn sao? Ta thấy ngươi là bị tô mộ tuyết tiểu tiện kia mê hoặc rồi. Hiền viên hạo dạ cúi đầu, lúc phát hiện hắn quả thật có chút lưu luyến tô mộ tuyết, không phản ứng lại mà tâm lý còn có chút may mắn. Nếu các nàng giảm tình kế hắn như vậy, khẳng định sẽ không để cho người ta phát hiện. Nữ tử thấy hiền viên hạo dạ cúi đầu không đáp lời, lúc này mới tiêu chút giận. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi ta mất nhiều tâm lực mới khiến cho quân vô thưởng lão giả kia gả nữ nhi cho ngươi. Giờ xảy ra chuyện như vậy, lấy tính cách quân mặc dầu mà chịu gả cho ngươi mới là lạ. Kỳ thật trong lòng hiên viên hạo dạ đã sớm có kế hoạch, nhưng mà không được chủ nhân cho phép cùng hỗ trợ, lấy thực lực của hắn căn bản không có khả năng hoàn thành. Thấy chủ nhân nói như vậy, hắn lập tức nói, Chủ nhân, thật ra dạ nhi có biện pháp, không biết có được không? Nói đi, nàng không ôm mấy hy vọng với chú ý của hiền viên hạo dạ, nhưng mà hắn cũng phải học được cách trưởng thành. Nếu có một ngày nàng thật sự mất, lấy tâm tư của hắn hiện giờ, cho dù tọa ủng Giang Sơn cũng sẽ tọa không xong. Lúc này hiên viên hạo dạ mới đứng lên, nhẹ giọng nói bên tai nữ tử. Chúng ta có thể tìm cơ hội thích hợp để người ta... Hiên viên hạo dạ càng nói sắc mặt nữ tử ánh sáng. Biện pháp này là có thể dùng, nhưng tương lai quân mặc dầu là hoàng hậu một quốc gia, thân thể không sạch, mà ngồi lên ngôi vị không phải sẽ làm cho người trong thiên hạ chê cười sao? Nghe xong, nữ tử hỏi. Như thế, ngươi không để ý nàng không trong sạch. Nam nhân vốn không có kẻ không để ý thứ này. Chủ nhân, chỉ cần chiếm được ngôi vị hoàng đế, còn không sợ không có cơ hội thu thập quân vô thưởng lão giả kia sao? Hơn nữa, nếu nàng không trong sạch, dạ nhi sao có thể nắm nàng cùng quân vô thưởng trong tay? Trong mắt hiền viền hạo dạ, hiện nên tia cổ chấp, hắn nhất định phải lên làm hoàng đế, nhất định phải để những kẻ hại hắn cùng khinh thường hắn trả giá đại giới. Một hoàng hậu không trong sạch thì tính là cái gì? Ngồi lên ngôi vị hoàng đế muốn bao nhiêu nữ nhân không thể. Hơn nữa có được ngôi vị hoàng đế, người hắn thu thập đầu tiên chính là quân vô thường lão giả dám khinh thường hắn kia. Nhưng mà việc này sẽ khiến quân vô thường đoán được bao nhiêu đi. Nếu quân mặc dấu nha đầu kia không chịu, ngươi cho rằng quân vô thường còn có thể giúp ngươi. Tuy rằng, nữ nhân chú ý nhất là trinh tiết nhưng quân mạc sầu luôn luôn tùy hướng kiêu ngạo dễ dàng giải quyết những nữ tử khác sao nữ tử mặc dù có chút lo lắng nhưng không đến mức phải dùng mọi cách để đạt được chuyện quân mạc sầu có thể từ từ tính giờ quan trọng nhất là chuyện công chúa duyệt quốc nếu để nàng đám hỏi thành công với hiên viên hoàng triều như vậy kế hoạch của chúng ta sẽ rất khó thực hiện thú không được quân mạc sầu cũng không sao chỉ cần hiên viên vinh hỷ chết tất nhiên dạ nhi sẽ làm hoàng đế chủ nhân dạ nhi biết nhưng mà không biết dùng biện pháp gì mới tốt. Nghe cung nữ bẩm báo nói duyệt tâm công chúa giờ đã cùng một chỗ với tô mộ tịch. Không biết vì sao hắn luôn cảm thấy bên người tô mộ tịch có một luồng lực lượng làm cho mình tiếp cận không được nàng. Khủng bố nhất là chỉ cần chống lại ánh mắt tô mộ tịch, hắn sẽ cảm thấy vô cùng ái náy. Rõ ràng mỗi một lần tính kế hắn đều thất bại. Đúng rồi, tống mẹ có đúng hạn cho tô mộ tịch dùng huyết yến hay không? Nữ tử nhớ tới việc này, ánh mắt nheo lại, nàng vẫn có chút hoài nghi, vì sao mỗi lần kế hoạch thực hiện trên người Tô Mộ Tịch sẽ xảy ra vấn đề, rốt cuộc tống mẹ rất vô dụng hay là Tô Mộ Tịch quá thông minh? Có, nhưng giờ ở bên trong không cho quyết tử. Hiền viên Hạ Dạ cúi đầu, không cho nữ tử nhìn thấy ánh mắt không đành lòng của hắn. Một nữ nhân nếu không thể làm mẫu thân là chuyện tàn nhẫn nhất. Nhớ tới nụ cười yếu ớt của Tô Mộ Tịch, đột nhiên có chút không đành lòng. Tầm tứ hiên viên hạ dạ nữ tử sao lại không biết, lạnh lùng ra tiếng. Thu hồi lòng thương hại của ngươi đi, ngươi tưởng mình ngẫm lại đi, sang năm nàng sẽ cập kê, đến lúc đó nàng thành thân với hiên viên hạo thành. Nếu thuận lợi sinh hạ, ngươi cho là hiên vinh vinh hy, sẽ tuyển ai làm hoàng đế? Ngươi sao? Nếu tương lai lại hậu loạn vô cùng, không bằng ngay từ đầu liền trả đất uy hiếp. Đến lúc đó nếu nàng không thể mang thai, nam tử hiên viên gia không phải rất si tình sao? Ngươi xem, nếu lúc đó hiên viên hạo thành tuyệt hậu, hiền viên vinh hí có thể an bài sườn vi thiếp nhất cho hắn hay là không đến lúc đó để cho bọn họ nghi kỵ tự giết lẫn nhau đi si tình cuộc đời nàng hận nhất là người si tình dạ nhĩ biết không biết chủ nhân tính làm thế nào với duyệt tâm công chúa đúng vậy hắn không nên thương hại nàng nàng không thể làm mẫu thân không liên quan đến mình có thể làm mẫu thân thì có liên quan gì đến hắn nàng cũng sẽ không sinh đứa nhỏ cho hắn vì sao hắn lại không đành lòng được đến ngôi vị hoàng đế mới là sứ mệnh của hắn. Duyệt tâm công chúa, không phải nàng muốn gả cho tài tử sao? Ta sẽ cho người của ta tham dự cuộc thi đoán câu đố ở tại Yến Đài. Đề mục ta ra hẳn là không ai có thể đáp ứng được. Chuyện diệt tâm công chúa, nàng ở Duyệt Quốc đã nghe không ít. Chỉ là một tiểu cô nương, đều là một người kỳ quái cho nàng. Chính nàng đến nay đều không có đáp án, hẳn không thể có câu trả lời. Đến lúc đó nàng sẽ thả tiếng gió để cho diệt tâm công chúa biết mà đến hơn nữa việc này là phải làm ngay mà tiếng gió hẳn nên truyền tới tô phủ tô phủ lúc đang dùng bữa cơm duyệt tâm công chúa gặp được tô hồng diệp cùng với lâm nhược mai thế mới biết bọn họ đã thành thân lập tức tám chuyện với mọi người một đám người lại há hốc mồm lần nữa công chúa này thật sự là người hoạt bát nhưng mà có hoạt bát đến mấy người ta cũng là công chúa lúc dùng bữa lập tức im miệng tao nhã hiểu lễ dùng bữa mà người ở đây vô cùng bội phục rốt cuộc phải là một mẫu thân như thế nào mới có thể dưỡng ra nữ nhi như vậy. Đoàn người vừa dùng cơm xong, một thư đồng thanh tú tiến vào thi lễ lên tiếng nói. Nhị thiểu ra, 27 tháng 9 tá Yến Đài có cuộc thi đoán câu đố, dì công tử để nô tài hỏi ngài một tiếng có muốn tham gia hay không? Tô Hồng Gián đang muốn nói không đáp. Mấy cuộc thi đoán câu đố nhảm chán này thì đi thi làm gì? Không ngờ duyệt tầm công chúa bên cạnh vừa nghe lập tức nhảy dựng lên. Thật vậy à? ta muốn đi, ta muốn đi. Trò này chơi vui nhất, nói không chừng có thể gặp được tài tử. Tô Hồng Sán nhìn nàng một cái gật đầu. Hồi gì công tử, ngày kia bản công tử sẽ tới tại Yến Đài. Nhìn ánh mắt phát sáng của công chúa Điêu Ngoa, Tô Hồng Sán lập tức cảm thấy tiểu tử gì thịnh uy kia, khiêu khích gì cũng không có nhảm chán như vậy. Vương Hương Tú kinh ngạc nhìn Tô Hồng Sán một cái. Không phải cho tới bây giờ, Sán Nhi đều không thích tham gia mấy cuộc thi kiểu này sao? lại nhìn hai mắt lóe sáng của vị công chúa bên cạnh. Như biết được cái gì, bà lại nhăn mi. tôi Mộ Tịch chú ý tới cảm xúc của Vương Hương Tú, Trần An lôi kéo tay bà hỏi. Nương, Tam Ca đến giờ vẫn không trở lại dùng cơm chưa sao? Tam Ca gần đây hình như có tâm sự, cũng không nói nhiều như trước kia. Đúng vậy, trước đó nó từ biên thành trở về, liền lạ lạ như vậy đến bây giờ. Lúc này Vương Hương Tú mới hồi thần, lo lắng nói. Còn mình có tâm sự, làm nương khẳng định sẽ biết một ít vậy sao nương không cần lo lắng có thời gian tịch nhi sẽ tìm huynh ấy nói chuyện đúng rồi nương cái này cho nương đây là huyết ngọc hoàng hậu nương nương thưởng cho ta nghe nói là rất tốt cho thân thể nói xong lấy thuyết ngọc từ túi hương đeo lên tay vương hương tú vương hương tú cũng tùy nàng trong lòng cảm thấy ấm áp tịch nhi của bà luôn hiểu biết như vậy trước kia bà còn sợ tịch nhi tiến cung sẽ thẩm oán chính mình sẽ càng cách xa mình. Giờ cuối cùng đã yên tâm. Chờ qua năm tỷ nhi đến tuổi cập kê, rất nhanh sẽ thành hoàng tử phi. Dùng quá ngọ thiện không bao lâu, ba người liền ngồi kiệu để hồi cung. Trên đường trở về, hiên viên hạo thành và duyệt tâm công chúa không ngừng đấu võ mồm. Tô mộ tịch lại nghĩ đến lời mẫu thân nói mà có chút lo lắng cho tô hồng diệu. Gió thổi bay tấm màn che kiệu tô mộ tịch ngồi. Tô mộ tịch giật mình liếc mắt thấy một bóng dáng quen thuộc. Định nhãn nhìn, quả nhiên là Tam Ca, nhưng nữ nhân Tam Ca ôm lấy là ai? Đáng tiếc kiệu đi quá nhanh, tô mộ tịch không thể thấy rõ. Trước 27 tháng 9 một ngày, tô mộ tịch thỉnh ăn hoàng hậu nương nương nói muốn xuất cung. Hoàng hậu nương nương nghĩ nghĩ không nói gì liền cho phép. Vừa được hoàng hậu nương nương đáp ứng, tô mộ tịch lập tức cho tùng Thư minh, an bài, ám vệ, tại, tại yến đài. Để người ta làm cho nàng, Hiên viên Hạo Thành còn có duyệt tầm công chúa một bộ nam trang bình thường một chút. Sáng sớm mai 27 tháng 9, ba người thay xong quần áo cùng hội họp với Tô Hồng Sán ở ngoài cung. Lúc mọi người đến tại Yến Đài thì đã có rất nhiều người đến. Tại ám vệ cố ý vô tình trợ giúp, đám người Tô Mộ Tịch mới chen vào tại Yến Đài được. Vừa vào đã thấy dì Thịnh Uy ngồi đầu tiên. Dì Thịnh Uy thấy đoàn người Tô Hồng Sán liền lên đi, khiếu khích liếc Tô Hồng Sán một cái, đang muốn lên tiếng đả kích lại nhìn thấy hiên viên hạo thành cùng tô mộ tịch vẫn y phục thường ở một bên liền lập tức câm miệng cười cười nói còn tưởng không mời được tô huynh đại giá huynh xem ta đã cho người giữ vị trí của huynh chỉ chờ huynh đến nữa thôi nhìn nhìn thấy người đi theo tô hồng sán dì thịnh uy cho người lấy thêm cái ghế dựa tô hồng sán nhìn hắn một cái không nói nhiều bình tĩnh thong dong ngồi xuống nhàm chán hất tóc trên chán một lát sau nhìn dì thịnh uy bạn công tử tới trễ, vì sao câu đố còn chưa ra? Duyệt tầm vừa nghe, tán thành gật đầu. Đúng vậy, chờ rất phiền nhé, không ra chúng ta phải đi, dạo đường cái còn vui hơn ngồi chỗ này. Đám người này thật là đáng ghét, tô mộ tịch không chút hoang mang mà uống ngụm trà. Có chút hoài nghi hữu tâm nhân bày ra chuyện lần này, bằng không lúc này cũng quá trùng hợp, vì sao lại tổ chức lúc duyệt tầm công chúa đến hiên viên Hoàng Triều. Hiên viên hạo thành sợ duyệt tầm quấn quyết lấy tô mộ tịch. Đêm qua nắm tay tô mộ tịch đến nửa đêm, lúc này đang ngồi cúi đầu ngủ bù. Dì thịnh uy đang chuẩn bị đáp lời, một nữ tử dung mạo cực đẹp bưng ra một cái hòm. Nhất thời tất cả mọi tiếng cãi nhau đều tĩnh lại, đồng loạt nhìn chằm chằm nữ tử. Chỉ thấy nữ tử tuyệt sắc, đứng đài trung ương, cười hơi hơi hành lễ. Ta gặp qua các vị tiên sinh cùng công tử, đề mục trong tay ta là một vị bằng hữu của chủ nhân ta ra, Chú nhân của ta đến giờ cũng không nghĩ ra đáp án. Lúc này mới mở cuộc thi đoán câu đố này ở tại yến đài này. Hoàn ngành các vị đã đến, cũng hy vọng là mọi người có thể cho ra đáp án giải thích nghi hoặc của gia chủ. Nghe xong lời này, một nữ tử vận nam trang dưới đài cười khẽ một chút. Bằng hữu. Có ý tứ, từ lúc nào nàng trở thành bằng hữu của nữ nhân hại nàng kia. Nhưng mà nàng muốn nhìn một chút, để nàng ra có ai giải được không? Nữ tử tuyệt sắc phóng hòm lên trên bàn, mở ra, xuất ra một hạt trâu trong suốt đỏ như máu, lúc này mới cười nói. Nếu là cuộc thi, vậy tất nhiên sẽ có văn thưởng. Trước kia không có thông báo là gì chủ nhân của ta sợ có người nhị tâm trà trộn vào. Huyết minh châu này là gia chủ hữu duyên được đến. Nghe nói có thể là trừ tà, tránh hung, vô cùng chân quý. Nếu ai có thể giải thích, nghi hoặc cho gia chủ, như vậy huyết minh châu này là của người đó. Mọi người phía dưới phục hồi tinh thần khỏi dung mạo của nữ tử bình tĩnh nhìn hạt chân châu màu đỏ trong tay nữ tử. Đây là huyết minh châu sao? Nếu vàng bạc châu bảo bình thường có lẽ có thể hấp dẫn chút dân thường. Nhưng huyết ngọc châu lại làm cho tất cả mọi người phía dưới dục dịch. Thứ này là khả ngộ không thể cầu. Ánh mắt tô mộ tịch nhìn huyết minh châu chợt lóe Nàng thật tò mò gia chủ của người dạng gì mới có thể có bút tích lớn như vậy. Đợi trong chốc lát, thấy nữ tử còn không ra để mục. Người phía dưới nóng này ồn ào kêu lên. Mau ra đề mục đi, mau ra đề mục. Huyết Minh Châu nhất định là của ta, mau ra đề mục. Nữ tử ánh mắt mọi người biết được đã có hiệu quả mong muốn. Lúc này mới thả Huyết Minh Châu lại vào hộp, không vội không chậm, lấy ra một tờ giấy trương tuyên trong hòm, cao giọng nói. Trước cấp các vị đảm cái tình, này đề là muốn hợp với trả lời. Các vị nên nghe rõ. Một, phía trước có một đồng cỏ duy nhất thực vật. Hai, phía trước lại có một đồng cỏ duy nhất thực vật ba một đàn dương đến đây duy nhất hoa quả bốn một đàn sói đến đây duy nhất hoa quả đề mục là vậy thì các vị giải thích nghi hoặc cho gia chủ nếu đáp án đúng vậy huyết minh châu này là của người đó nói xong nữ tử ẩn ánh quang trong mắt thối lui qua một bên trong đám người nữ tử phấn nam trang cười nhẹ chủ nhân của nữ tử này biết đề này không ai có thể giải đi một viên huyến minh châu lại dám nói là bị chân phẩm có thể trừ tạ tránh hung thật buồn cười. Tô mộ tịch hình như cảm giác được gì, nhìn thoáng qua đám người phía dưới, ánh mắt chống lại nữ tử phấn nam trang. Tô mộ tịch sợ run một chút, khẽ gật đầu với nàng. Nữ tử cũng cười đáp lễ, cảm thấy giật mình. Không ngờ cổ đại còn có một nữ tử hào phóng như vậy, nữ phẫn nam trang, kỳ thật liếc mắt một cái liền nhìn ra, trừ vì bộ dáng có vẻ giống nam nhân. Đám người yên tĩnh một mảnh, đề này vì sao cho tới bây giờ bọn họ đều chưa từng nghe qua đề này thật sự có đáp án sao? quá ước chừng một khắc vẫn không ai dám đi lên đáp đề. một kẻ ăn chơi trác táng trong đám người bắt đầu kêu gào. đây là đề mục quỷ gì vậy? vốn chính là gạt người. bằng không người nói đáp án ra cho chúng ta nghe xem có đúng không? đúng vậy đấy, đúng vậy. bản công tử từ khi sinh ra đã bắt đầu đọc sách nhưng chưa từng thấy qua đề mục kiểu này. hoàng thành có rất nhiều tài danh tài tử đứng lên phụ họa lời nói phía dưới. Đúng vậy, đúng vậy, đề mục như thế cho đến nay lão phu cũng chưa từng gặp qua. Không biết gia chủ đề ra gì này có phải là muốn trêu đùa chúng ta hay không? Gọi gia chủ của các người ra đi. Chúng ta muốn nghe. Một vị lão giả có học thức ở Hoàng Thành đứng lên muốn đáp án. Đề mục như vậy không phải nói đùa bọn họ sao? Nữ tử ở trong đám người mỉm cười. Mấy lão thất vô này chỉ biết là đọc tứ thư ngũ kinh làm sao có thể đáp được. Xem ra hôm nay nàng phải thất vọng rồi. Lúc này, Nữ tử tuyệt sắc tiến hơi hơi phúc thân trả lời tài tử cùng lão giả. Tiên sinh đừng nóng giận. Nếu gia chủ của ta biết đáp án sẽ không dùng huyết minh châu chân quý như vậy làm phần thường. Thì mọi người chờ nóng. Đề này khẳng định có đáp án. Nhưng không biết những học thức giả tọa ở đây có vị nào đáp được hay không? Nữ tử vừa dứt lời không ai dám kêu gào. Người đọc sách không thích nhất là người khác nói bọn họ không học thức. Tô Hồng Sán cùng dì Thịnh Uy tĩnh tọa ở một bên tập trung sự nghĩ giống không nghe được tranh chấp vừa rồi. Nữ tử phấn nam trang nhìn huyết minh châu lóe sáng ánh quang màu đỏ dưới ánh mặt trời. Ánh mắt lóe lóe, thứ người cổ đại nhân để ý có lẽ là có thể để cảm ơn ân cứu mạng của người nọ. Nghĩ một chút cảm thấy cũng đúng, đợi một khắc chung nữa nàng nên ra mặt để giải đề đi. Tôi một tịch cũng không biết đáp án, nhưng nàng vẫn chú ý biểu cảm của nữ tử dưới đài. Thấy bộ dáng nàng đã định liệu trước, trong lòng nghi hoặc, đề này hình như nàng ta biết đáp án, dư cuộc nàng ta là ai? Khó giải. Lại quay đầu nhìn Tô Hồng Sán, thấy hắn cũng suy ngẫm. Nhìn lại tuyệt tâm công chúa cũng là vẻ mặt muốn nghe đáp án. Lại qua khoảng một khắc chung, vẫn không ai đi lên đáp đề. Hiên viên hạo thành vừa tỉnh ngủ xoa xoa mắt, nhìn cây châm hoa mai tuyệt trần ở trên đầu tô mộ tịch. Không chế không được nhẹ nhàng lên tiếng. Tịch nhi, hoa mai thật đẹp, cho thành nghi một đóa được không? Biểu môi, đã lâu hắn không thấy hoa mai, Lúc này Tô Mộ Tịch mới quay đầu, thấy hiên viên Hạo Thành còn chưa tỉnh táo đã mở miệng muốn hoa mai. Chậm đã, hoa mai. Tô Mộ Tịch suy nghĩ đến điều gì trên mặt nở nụ cười dịu dàng. Đưa tay nhẹ nhàng xoa khỏe mắt hiên viên Hạo Thành cười mắng. Đứa ngốc này, giờ mấy tháng mấy mà đã có hoa mai. Huỳnh nhất định nhìn lầm rồi, mùa này không có hoa mai đâu. Nhị ca, hẳn có thể nghe hiểu đi. Hiên viên Hạo Thành bĩu môi, bất mãn nói. Mới không có đâu, Rõ ràng ta thấy trên đầu tịch nhi có hoa mai mà Hiền viên hạo thành vừa dứt lời Trong đầu tô hồng sán linh quang chợt lóe Phía trước có một đồng cỏ Không tốn hoa mai Nghĩ rõ này Tô hồng sán hơi hơi kích động đứng lên Nhưng giọng nói vẫn không nhanh không chậm Cô nương nghe rõ ta biết đáp án Ánh mắt nữ tử tuyệt sắc chợt lóe cúi đầu hành lễ Tôi nhị công tử mời nói Hắn biết sao có thể Nàng suy nghĩ lâu như vậy đều không giải được câu đố đó Tô Hồng Sán cũng nhìn nàng, chỉ nói. Đáp án của chúng nó phân biệt là một Hoa mơ Hai, Hoa mơ dại Ba, Ô mai 4. Quả dương mai Tô Hồng Sán đáp xong cười cười. Đề này quá nhiên có ý tứ. Cười như không cười liếc nhìn hiên viên hạo thành. Nếu không phải thành hoàng tử nhắc nhở, hắn quả thật không nghĩ đến phương hướng này. Hắn quyết định, về sau không kêu thành hoàng tử ngốc ở trong lòng nữa. Ai nói hắn ngốc, có lẽ hắn còn thông minh hơn mà kẻ ngồi ở đây. Tô Mộ Tịch nhìn hai mắt nhị ca tỏa sáng, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhị ca quả nhiên là thông minh nhất, một chút liền thông. Mọi người nghe xong đáp án của Tô Hồng Sán đều như lọt vào trong sương mù, cần bạn không biết đáp án này có ý gì. Nữ tử tuyệt sắc cương một chút đứng dậy, hơi hơi phúc thân với Tô Hồng Sán. Ta ngủ rốt không biết đáp án của Tô Nhị Công Tử có ý gì, thỉnh Tô Nhị Công Tử giải thích nghi hoặc cho mọi người. Nếu là nói bừa thì may, nhưng nếu là đáp án thực nữ tử tuyệt sắc lo lắng nhìn duyệt tâm công chúa một cái. Nghe xong lời này của nữ tử tuyệt sắc, tôi hồng sán gật đầu, khóe môi gợi lên ý cười. Đáp án này quả thật làm cho người ta có chút học máu. Một, phía trước có một đồng cỏ, duy nhất thực vật. Chỉ có cỏ, không có hoa, không phải là hoa mơ sao? Hai, phía trước lại có một đồng cỏ, duy nhất thực vật, lại là một đồng cỏ, không có gì khác, không phải là hoa mơ dại sao? Ba, mùa đàng dương đến đây, duy nhất hòa quả dương đến đây làm gì đương nhiên là ăn cỏ ăn cỏ xong rồi không phải là ô mai sao 4. một đám sói đến đây duy nhất hòa quả sói đến đây khẳng định là muốn ăn dương dương ăn xong rồi không phải là quả dương mai sao tô hồng xán nói xong mọi người không nói gì có cách nói như vậy sao nhưng mà đáp án của tô hồng Sán mọi người lại không nghĩ ra chỗ sai nữ tử tuyệt sắc nhìn thoáng qua duyệt tâm đang ngốc ra ánh mắt chợt lóe Tôi nhị công tử đáp án của công tử hình như có chút gượng gạo. Ánh mắt tô hồng sán lúc này mới chuyển tới trên người nữ tử tuyệt sắc, nhưng không có bị dung mạo hơn người của nàng sợ hoặc, lạnh giọng chất vấn. Như thế nào? Nếu cô nương cảm thấy đáp án của bạn công tử không đúng, vậy cô nương có đáp án nào tốt hơn nói cho ta nghe một chút? Nếu có lý hơn đáp án của bạn công tử, tô hồng sán ta tuyệt đối chịu thua. Người có biết cũng không dám nói, không phải vừa rồi nói không có đáp án sao? Nữ tử tuyệt sắc cúi đầu, tay nắm chặt, không ngờ thật sự có người có thể nêu đáp án. Hơn nữa đáp án này còn làm cho nàng không còn lời gì để nói. Trong đầu vòng vo vài vòng, một kế bất thành lại sinh một kế, ta không phải ý tứ này. Đáp án của tôi nhị công tử ta không có lời nào để nói. Ta xin chỉ thị gia chủ một chút lại trở về hồi bẩm thì ngại chờ một chút. Nói xong thẹn thùng nhìn tô hồng sán, lui xuống. Không bao lâu liền lên, thuốc thần tiếp tục nói gia chủ vừa rồi phân phó đáp án của nhị công tử vô cùng tốt chứ huyết minh châu ta cũng sẽ đi theo hậu hạ về sau nô tỳ là người của tô phủ làm thiếp vì tỷ do tôi nhị công tử làm chủ ta tuyệt đối không có nửa câu oán trách nữ tử vừa dứt lời về dưới ồ lên một trận có mỹ nhân như hoa làm bạn là giấc mộng của tuyệt đại đa số nam nhân tôi mộ tịch thực bình tĩnh tính tình nhị cao của mình sao nàng không rõ chứ nhưng nữ nhân này nàng phải chú ý kỹ một chút Duyệt tâm nghe xong lời này mới phục hồi từ ngẩn ngơ sùng bái. Muốn vỗ bàn đứng dậy lại bị tô mộ tịch kéo lại, lắc đầu nhìn nàng. Duyệt tâm lúc này mới cảm thấy mình làm sai. Tô hồng sán không phải là gì của nàng. Nghe được nữ tử không biết xấu hổ kia nói nàng tức giận như vậy làm gì. Nói không chừng, tô hồng sán tên lưu manh chết tiệt này ước gì được ôm nữ nhân về nhà đấy. Nhưng mà vì sao trong lòng lại giàu dĩ? Mọi người đều chờ tô hồng sán hoan hồ nhạy nhót. Không ngờ, tô hồng sán mí mắt cũng chưa nâng một chút lệnh lùng phun ra ba chữ. Ta không muốn nữ tử này dung mạo là tốt, nhưng có Mỹ sau khi chết cũng trở thành một thân xác thối mà thôi. Hắn quả thật bất cần đời, nhưng lại muốn tìm một người có tình cảm chân thành giống cha mẹ, cả đời nhất thế chỉ cần một đôi người. Các nam nhân vừa nghe, tu hồng sán này là đồ ngốc đi, có Mỹ nữ như vậy ấm giường là một chuyện hạnh phúc cỡ nào. Tô mộ tịch chỉ thản nhiên cười, nhị ca quả nhân không làm cho nàng thất vọng. Hiên viên hạo thành còn ngây ngốc nhìn tô mộ tịch. Hắn chỉ cần tịch nhi, cho dù xuất hiện người đẹp hơn tịch nhi, hắn cũng sẽ cự tuyệt như tô nhị ca. Người dùng động nhất là duyệt tâm, phụ hoàng nàng cũng từng đồng ý với mẫu thân cả đời nhất thế một đôi người. Nhưng mà khi duyệt quốc đệ nhất mỹ nhân tiêu ninh xuất hiện trước mặt ông, hết thảy đều thay đổi. Tuy rằng ông vẫn dùng ái mẫu hậu, nhưng bà đã không phải là duy nhất nữ tử trước mắt này còn đẹp hơn tiêu ninh mà tô hồng sán lại bất vi sở động. Trong lòng duyệt tâm, lập tức vô cùng vui mừng, hiểu được cái gì, ánh mắt kỳ dị nhìn tô hồng sán. Nữ tử tuyệt sắc, vờ khó xử cối đầu, trong lòng lại hận chết, sao một đám nam tử tô ra đều là bộ dáng quỷ này. Si tình, nàng hận người si tình, nghiêng đầu, nhìn thoáng qua duyệt tâm, cứ như vậy thất bại trong gàng tấc. Ngược lại, để tô hồng sán gả đi sao? Không được, nữ tử tuyệt sắc chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói. Ta biết, tô nhị công tử khinh thường ta là nô tỳ nhưng thỉnh tô nhị công tử không cần khó xử ta. Nếu tô nhị công tử không cần ta, ta cũng chỉ có chết. Nói xong, hoa lê đẫm mưa khóc lên quỷ gối trước mặt tô hồng sán. Mỹ nhân rời lệ, một ít nam nhân tự nhiên là mình không đành lòng, ra tiếng khuyên nhủ. Tôi nhị công tử hãy thu nàng đi, Nhà đầu kia nhìn rất đáng thương Người thu nàng làm nô tỳ cũng được Tư nhị công tử này khó hiểu phong tình như vậy Sẽ không được mọi người nơi hoàng thành đều nói Nam nhân tô ra Người người đều là đầu gỗ Mà kệ mọi người nói như thế nào Thu hồng sán chỉ bất vi sở động Lúc này tô mộ tịch mới đứng lên Nhìn mọi người cười nói Không biết chủ nhân của cô nương là ai Bản công tử rất muốn trông thấy Giới chân thiên tử cư nhân có người muốn lấy mạng người như thế Xem ra là không để cho hoàng thượng vào mắt Bản công tử tiến cung gặp mặt hoàng thượng Nhất định phải vạch tội hắn mới được Nữ tử tuyệt sắc cúi đầu cứng đầu Tô mộ tịch này lại phá hư chuyện tốt của nàng Đang muốn lên tiếng Tô hồng sán lại nhanh hơn nàng một bước Nếu câu đố đã giải Vậy bản công tử hối tô phủ Các người tự tiện Đi vài bước tô hồng sán sực nhớ tới cái gì Gõ đầu một chút Kiệt ngạo bất tuân cười nói nếu cô nương này sợ chủ nhân trách phạt vậy bạn công tử ra một vế đó nếu đối được thì huyết minh châu cùng cô nương đều thuộc về người đó mọi người nghe rõ mở miệng liền cười cười dừa cười nay cười tương lai nói xong tư hồng sán liền dẫn đầu rời khỏi đề này khó giải nữ nhân cùng huyết minh châu ai thích lấy thì lấy nếu không phải vì hắn mới không đến nơi kiểu này nữ tử vẫn nam trang trong đám người cười cười Nam tử tô ra quả nhân có ý tứ liếc nhìn nữ tử tuyệt sắc một cái Nữ nhân này cũng thật đủ bách khi biến So với Thái Y Lâm còn có thể biến Lần trước nàng thấy không phải là khuôn mặt này Nhưng mà kẻ ngốc đứng cùng nữ tử kia cũng không đơn giản Ở hiền viên Hoàng Triều một cái so với một cái đều quái Từ tại Yến Đài trở về Duy tâm liền trầm mặc, không giống trước kia yêu cười yêu náo nhiệt. Tôi một tịch cũng không nói nhiều, chỉ lôi kéo hiên viên hạo thành đuổi hắn về đông điện vừa vào cửa tống mẹ liền tới hành lễ nói tiểu thư lão nô tìm ngài một ngày sao ngài không đi nói với nô tì một tiếng à tống mẹ tìm ta có việc gì sao tôi một tình nhíu mày biết rõ còn cố hỏi không có lão nô chỉ lo lắng cho tiểu thư ngay cả hoa ngữ cường xạo tâm người cũng không mang theo lão nô lo lắng tống mẹ cúi đầu tiểu nha đầu lừa đảo đã trở lại Giờ vì mẹ quan tâm chuyện huyết yến càng ngày càng gấp, nàng cũng không thể sơ ý. Không có chuyện thì lui xuống đi, trong chốc lát ta sẽ hồi Tây Điện. Lúc này tống mẹ mới phúc thân trả lời. Vâng, giờ lão nô tỳ đi xuống nấu huyết yến cho tiểu thư, tiểu thư trở về hãy uống. Ừ, đã biết. Tống mẹ đi rồi, đinh mẹ lên tiếng hỏi. Tiểu thư, mấy ngày nay tống mẹ có phải quá không thành thật hay không? Muốn nô tỳ bẩm báo hoàng hậu nương nương mẹ khác không? Tống mẹ vốn không phải người hoàng hậu nương nương một tay mang ra. Trước kia chọn nàng vì nàng là người ổn trọng, giờ xem ra cũng không thể để người bớt lo. Lúc này tô mộ tịch cười cười thật tình. Mẹ ơi không cần đâu, ta ứng phó được mà. Nàng không gây được sóng gió gì đâu. Nếu một cái mẹ mà tô mộ tịch nàng đắn đo không được, tương lai hạo thành phong vương, không phải vương phủ càng làm cho nàng thúc thủ vô sách sao? Kiếp trước nàng vô tâm quản, kiếp này nàng sẽ dụng tâm. Nô tỳ đã biết nô tỳ lui xuống cho người ta chuẩn bị nước ấm để thành hoàng tử tắm rửa. Đình mẹ hơi hơi phúc lui ra. Tịch nhi, không thích tống mẹ thì để mẫu hậu phái nàng đến nơi khác không tốt hơn sao? Vì sao còn phải đặt nàng trước mắt? Tịch nhi không thích tống mẹ thánh nhi đã sớm nhìn ra. Tô mộ tịch cười cười. Hạo thành, không phải tất cả những điều không vừa mắt đều phải chuyển đi, có những chỗ bọn họ hữu dụng. Nhìn ánh mắt hiền viền hạo thành càng ngày càng mê mang, tô mộ tịch biết mình nói nhiều, Hiên viên Hạo Thành là hiên viên Hạo Thành, không cần có quá nhiều thay đổi. Hạo Thành không hiểu không sao, Thành Nhi biết là được rồi mà. Hiên viên Hạo Thành ngoan ngoãn gật đầu, giờ Thành Nhi không thể quản, lúc Tịch Nhi mệt, để Thành Nhi đến là tốt rồi. Đêm im lặng, Tô Mộ Tịch ngồi bên cửa sổ trong nội thất, nhìn mưa rơi xuống mặt đất, không bao lâu, một bóng đen tiến vào. Tô Mộ Tịch không qua đầu liền biết là ai vào. Thư Minh đi thăm dò thân phận nữ tử ở tại Yến Đài lúc sáng. Nữ tử dùng mạo tuyệt sắc như vậy, nếu là người ở Hoàng Thành không có khả năng sẽ không ai biết đến. Vâng, thử minh nhất định dùng hết toàn lực để đi thăm dò cho rõ. Tùng Thư Minh cung kính lên tiếng trả lời. Tô Mộ Tịch đột nhiên nghĩ đến nữ tử nhìn thấy ở tại Yến Đài hôm nay, tâm niệm vừa động. Thư Minh, người đợi chút. Tô Mộ Tịch nói xong, liền xoay người đi đến án thư, mải mực, cầm lấy bút, rất nhanh họa ra một nữ tử trên giấy tuyên thành họa xong, cầm lấy nhìn phóng vào một quyển sách. Thư Minh, để Thư Ngọc đi thăm dò nữ tử trong bức họa, nhất định là biết nàng là ai, giờ đang ở nơi nào. Tùng Thư Minh tiếp nhận giấy tuyên thành, lên tiếng trả lời. Thư Minh biết rõ. Khách sạn lượng nhiên, Tu Hồng Diệu cùng một nữ tử ngồi ở bên bàn nơi khách phòng, mắt lóe sáng. Nàng, nàng thật sự quyết định rời đi. Tô Hồng Diệu nhẫn không nỡ trong lòng, dầu dĩ hỏi. Nữ tử gật đầu. Đúng vậy, Nơi nên đi, ở Hoàng Thành ta cũng đã đi, ta muốn đi nơi nơi nhìn xem. Về phần ân cứu mạng của Huynh, Tiết Vân Lan ta nhớ kỹ, sẽ có một ngày báo ơn Huynh. Tô Hồng Diệu ủ rũ. Vân Lan, nàng biết ta không có ý này, vết thiêng trên người nàng thật sự là không có việc gì sao? Không muốn nàng rời đi, nhưng hắn lại tìm không thấy lý do. Nữ tử này giống như ưng, chỉ thích trời cao, mà hắn chỉ có thể đứng xa xa nhìn, viễn cảnh cạn không nổi rõ ràng hắn chỉ nhận thức nàng mấy tháng, vì sao tâm lại đau như vậy? Không có việc gì đâu, huynh xem ta khỏe như trâu vậy. Đúng rồi, nhị ca huynh cũng thực thông minh, vậy mà có thể đoán ra câu đố của ta. Ngày ấy nàng thật không ngờ có người đáp được, dù sao đề này là N năm sau mới xuất hiện trên mạng. Ừ, nhị ca quả thực thông minh, muội muội ta cũng thực thông minh. Tư hồng dịu biết nàng cố ý nói sang chuyện khác, vô cùng bất đắc dĩ đành phải dầu dĩ trả lời. Được rồi, Huynh là luyến muội cuồng, không thèm nghe Huynh nói nữa, ta phải thu dọn. Ta phải cẩn thận suy nghĩ, tiếp theo muốn đi đâu. Tiết Vân Lan đứng lên, áp chế chút điểm không nỡ trong lòng mà chuẩn bị thu dọn. Đúng, chỉ là có chút không nỡ. Tô Hồng Diệu nhìn bóng dáng của nàng, biểu cảm trên mặt ám ám. Các bạn vừa nghe nội dung của tập 10 bộ truyện Phu Quân Ngốc. Những tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ liên tục được đăng tải trên kênh, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon.